Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã đến video tiếp theo của Thảo Dược Đàm Sa nhé. Và Sa hôm nay để đáp ứng một số nguyện vọng của một số các bác, hôm nay Sa xin chia sẻ một phương pháp chữa đau nhức xương khớp rất là hay và hiệu quả nha. Như các bác cũng biết thì tình trạng đau nhức xương khớp hiện nay rất nhiều và phổ biến, và nó ngày càng trẻ hóa, gây chúng ta rất là đau đớn trong việc đi lại khó khăn này, hay là cảm giác sưng viêm. Nó gây cảm giác chúng ta rất là đau đớn và khó khăn trong việc đi lại. Như các bác muốn đi du lịch ở đâu đó nhưng mà lại bị đau nhức xương khớp thì đi lại rất bất tiện, nên chúng ta sẽ cảm giác sẽ bị ngại đi. Và hôm nay Sa xin bớt chút thời gian để chia sẻ mọi người một cái thuốc chữa đau nhức xương khớp rất là hay nha. Cái này rất gần gũi và quen thuộc chúng ta, rất dễ tìm và rất dễ kiếm nha. Và trước mặt mọi người chính là cây lá lốt của chúng ta nha. Vị thuốc đầu tiên mà hôm nay Sa muốn chia sẻ. Cây lá lốt này rất nhiều tác dụng nha. Lá của chúng ta có thể làm chả lá lốt này. Đấy. Chả lá lốt thịt lợn, thịt rắn cũng được. Thịt rắn chữa đau nhức xương khớp càng hay. Đấy. Kết hợp với thịt rắn nha. Cái này rất nhiều tác dụng nha. Và trong đông y, cây lá lốt có tác dụng giảm đau nhức xương khớp, trị viêm khớp rất là hay. Đấy. Tán phong thấp. Chúng ta sẽ dùng rễ của cây lá lốt này nha. Chúng ta sẽ sử dụng 20g khô. Mình sẽ lấy cái phần rễ. Đấy. Đây chính là phần rễ của nó. Chúng ta lấy một chút phần thân cũng được. Chúng ta sẽ lấy phần rễ này. Chúng ta lấy 20g khô nha. Chúng ta sẽ kết hợp với các vị thuốc khác. Và tiếp theo Sa sẽ quay một cái thuốc mà hôm nay Sa chia sẻ nữa nha. Chúng ta sẽ kết hợp vào sẽ chữa nước xương khớp rất là hay. Và cây thuốc tiếp theo chính là cây sấu hổ hoa đỏ nha. Đấy, hay gọi cây trinh nữ. Cái này có hai loại nha, một loại là hoa trắng và một loại là hoa đỏ đây. Chúng ta có thể sử dụng cả thân cả rễ nha. Đấy, chúng ta sẽ lấy 20g khô. Chúng ta sẽ băm ra và phơi khô lên. Cái này có tác dụng thanh nhiệt, giải độc và chữa đau nhức xương khớp hay viêm khớp rất là hay. Cái này mọc ở bờ đường hay là các bãi hoang cũng rất là nhiều. Đây chính là cây sấu hổ hoa đỏ nha. Vị thuốc thứ hai là Sa giới thiệu hôm nay. Và vị thuốc tiếp theo chính là vị thuốc quả xước này. Cái này thì chúng ta sẽ lấy cả thân, cả rễ, cả lá nha. Cái này có gai cào rất là đau. Mọi người làm lông thường khi đó thì thường giặt nhổ đi thôi. Cây này rất là quý nha. Nó có tác dụng tiêu viêm, chữa viêm đường tiết niệu. Ai đang có xương khớp hay yếu sinh lý cũng rất là hay. Chúng ta có thể sử dụng cả thân, cả lá, cả rễ nha. Này củ cũng rất là to. Mọi người sẽ lấy 20g khô nha. 20g khô chúng ta sẽ kết hợp với ba hai vị trên. Mọi người sẽ lấy ba vị thuốc trên, chúng ta sẽ đun sắt nước uống hàng ngày nha. Hoặc chúng ta có thể nấu cao. Nấu cao mọi người sẽ chuẩn bị cho Sa mỗi vị khoảng 5 cân khô. Để mọi người sẽ nấu sẽ được rất nhiều cao. Mọi người sẽ có thể cứ thế sử dụng thôi. Rất là tốt. Và mọi người có thể kết hợp các vị thuốc khác như là dây đau xương, tục đoạn này. Đấy, tục đoạn là một vị thuốc bắc này. Và đan sâm, thục địa cũng rất là tốt cho xương khớp. Để sắc nước uống hàng ngày mọi người sẽ sử dụng liên tục nha. Mỗi vị 20g chúng ta sẽ đun sắc lúc hàng ngày. Dùng đến khi nào tình trạng đau nhức xương khớp chúng ta khỏi thì thôi nha. Đối với phương pháp mà Sa chia sẻ mọi người có thể dùng cho trường hợp như là thoái hóa cột sống này, quay hóa cột sống, viêm khớp và các bệnh về tê bì trên tay, đau mỏi vai gáy cũng rất là dùng rất là hiệu quả nha. Và sau đây Sa kết thúc video tại đây. Mọi người đang đi kênh, chung thông báo để ủng hộ cho Sa nha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người video tiếp theo.